Trang tin điện tử của Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm ở nước này trong ngày hôm nay ở mức 104, cao hơn mốc 100, vốn được cho là ngưỡng có hại cho sức khỏe. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 6, chỉ số này thậm chí còn lên đến 152. Theo đánh giá của Bộ Môi trường và Nguồn nước Singapore, thảm họa khói mù lần này là tồi tệ nhất được ghi nhận ở đảo quốc này kể từ năm 2006. Tôi cảm thấy thực sự khó thở khi đi ra ngoài. Khẩu trang cũng không giúp ích được bao nhiêu, nhưng ít nhất tại thời điểm này, nó là thứ bất cứ ai đi ra ngoài cũng cần đến. Chính quyền Singapore hiện đã lên tiếng thúc giục láng giềng Indonesia có các biện pháp khẩn cấp để xử lý các đám cháy rừng nhằm ngăn chặn tác động xấu của nó đến quốc đảo Sư Tử, đồng thời kêu gọi các cơ quan, công ty cung cấp khẩu trang y tế cho các nhân viên bị bệnh tim, phổi và những người phải làm việc ngoài trời. Nhà chức trách nước này cũng yêu cầu người già và trẻ em không nên hoạt động ngoài trời quá lâu. Vào tháng 6 năm ngoái, các thành viên ASEAN đã ký một thỏa thuận về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Tuy nhiên, Indonesia chưa đồng ý thông qua thỏa thuận này.